Dương Tử lên hot search Weibo vì đôi mắt trong nữ tâm lý sư. Dương Tử là một trong những nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng của giới giải trí hiện nay khi cô sở hữu khả năng diễn xuất tương đối tốt so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Những năm gần đây, tài nguyên thời trang của Dương Tử nhiều vô số kể, có thể xem như phát triển toàn diện. Vừa qua, phim truyền hình Nữ Tâm Lý Sư do Dương Tử và Tịnh Bách Nhiên đảm nhận vai chính đã chính thức tung trailer đầu tiên, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Có điều khi trailer được tung ra, không ít cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng khi Dương Tử không phát huy được hết thực lực diễn xuất của mình. Trong trailer có cảnh quay cận cảnh với đôi mắt của Dương Tử, có thể thấy rõ cô nàng đang đeo kính áp tròng thẩm mỹ, hàng mi giả rất dễ khiến người xem bị tụt mút. Trạng thái của Dương Tử trong trailer cũng không phải là quá tốt. Điều này khiến cô vấp phải nhiều lời chê bai của dân mạng và khiến từ khóa về chủ đề này lên thẳng hot search Weibo. Một số ý kiến cho rằng Dương Tử diễn mắt khá đạt, chất chứa trong đó là cả một câu chuyện, sự nhìn thấu lòng người. Đồng thời, ánh mắt của nhân vật còn có sức mạnh cứu rỗi và chữa lành, như ánh mặt trời soi rọi góc tối. Tuy nhiên, nhiều khán giả thẳng thừng cho rằng ánh mắt của Dương Tử quá thô cứng và nhiều lúc trợn trừng như phim kinh dị. Ý kiến khác nghi ngờ hot search lần này tầng bốc quá lố, vì ai cũng thấy nhân vật nổi bật nhất trong trailer chính là nữ phụ Trương Quân Ninh. Xin lỗi, nhưng diễn xuất bằng mắt thì cô Tử chưa đủ trình đâu, một khán giả thẳng thắn nhận xét. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử đeo kính áp tròng thẩm mỹ trong lúc quay phim. Trước đó, Hương Mật Tựa Khói Sương, Long Châu Truyền Kỳ, Thành Vân Chí thì nữ diễn viên vẫn dùng kỹ thuật này. Tiêu Chiến trong lúc quay Trần Tình Lệnh cũng từng bị cư dân mạng chỉ trích vì lạm dụng kính áp tròng trong lúc quay phim. Do đến lượt Dương Tử cũng vậy, với trình độ của cô mà nói thì những việc này là không nên. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận như sau. Tụt mút, hơn nữa mặt của Dương Tử cũng rất cứng, khả năng diễn xuất trước giờ được tung hô này cũng không còn. Diễn viên phái thực lực sao phải mang kính áp tròng? Diễn viên mang kính áp tròng thật sự không sợ ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim sao? Thật kém chuyên nghiệp, ánh mắt vô hồn. Trong trailer, cách xử lý hình ảnh của ekip sản xuất nữ bác sĩ tâm lý khá lạ khi không kể các tình huống cụ thể mà chỉ nhấn vào ánh mắt các diễn viên. Trong đó, Trương Quân Ninh, Dương Tử, Tịnh Bách Nhiên lần lượt xuất hiện bởi những sắc thái biểu cảm khác nhau. Trương Quân Ninh tuy chỉ lướt qua màn ảnh vài giây nhưng vẫn được netizen khen nức nở. Nhiều khán giả nhận xét rằng Trương Quân Ninh đúng chuẩn con nhà người ta vì vừa xinh đẹp, thông minh lại còn có xuất thân giàu có, hiền hách. Về phần Dương Tử, cô có khá nhiều đất diện để tung tẩy, thể hiện khả năng nhập vai. Tuy vẫn bị anti-fan tấn công bằng những nhận xét như diễn dở, mặt đời, nhưng Dương Tử vẫn chiếm trệ lên vị trí No One Hot Search Weibo. Sức công phá của Dương Tử trong làng phim Hoa ngữ được đánh giá là không phải dạng vừa.